một doanh nghiệp ở Cụng công nghiệp làng nghề tỉnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi, xả thải ra môi trường, bị Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi xử phạt 330 triệu đồng. Ngày 18 tháng 2, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi thông tin, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính 330 triệu đồng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại sinh lộc có địa chỉ tại Cụng công nghiệp làng nghề tỉnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi vì có hành vi xả thải có chứa các thông số nguy hại vào môi trường vượt quá quy chuẩn kỹ thuật. Theo đó, lúc 13 giờ 30 ngày 29 tháng 12 năm 2023, đoàn kiểm tra của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, công an tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại nhà máy sản xuất mạch nha công nghiệp thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Sinh Lộc. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện, công ty này vi phạm quy định về xả thải có chứa các thông số nguy hại vào môi trường. Qua kết quả giám định của Trung tâm Trắc Địa và Quan Trắc Môi trường tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty trên. Cụ thể, ở khu vực nước chảy tràn từ bể biogas của nhà máy ra môi trường, cơ quan chức năng phát hiện thông số nước xả thải có chứa chất cyanur vượt quy định hơn 21 lần. Với vi phạm trên, cơ quan chức năng phạt công ty 150 triệu đồng. Đồng thời xử phạt 45 triệu đồng đối với việc xả thải có thông số tổng nitơ vượt quy chuẩn kỹ thuật 2,376 lần, xử phạt 60 triệu đồng đối với việc xả thải có thông số tổng chất rắn lơ lửng vượt quy chuẩn kỹ thuật 4,388 lần và xử phạt 75 triệu đồng đối với việc xả thải có thông số BOD20 độ C vượt quy chuẩn kỹ thuật 12,148 lần. Tổng số tiền xử phạt là 330 triệu đồng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, buộc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Sinh Lộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định tại giấy phép môi trường do Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi cấp ngày 13 tháng 9 năm 2023. Trong vòng 30 ngày, công ty này phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả